Rồi. London là thủ đô của nước Anh. Pháp. À, Paris là thủ đô của nước Pháp. Nước Pháp kia. Bài. Beijing là thủ đô của Trung Quốc, Bắc Kinh đó, Việt Nam là nước Việt Nam, vậy ba cái này là thủ đô. Vậy thì chúng ta khoanh vào Việt Nam. Tìm từ các loại đó. Come là đi, là đến, go là đi, travel là đi, pha là xa. Pha là xa. Xa thì khoanh vào xa. Rồi, tiếp tục này. Tiếp tục. Where, why, what? Tiếp tục. Câu A. Where, why, what là từ để hỏi. Chúng ta phải khoanh vào câu A. Câu số 4 là gì? Math là môn toán, class là lớp học, music là môn âm nhạc, science là môn khoa học. Vậy khoanh vào class. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, Washington DC là thủ đô của Mỹ, city là thành phố. Rồi. Xuống dưới. He was born, anh ta được sinh ra vào ngày 15 tháng 5 năm 1970. Cái này là có ngày, có tháng, các bạn sẽ khoanh vào on cho cô. Khoanh vào on. Rồi, câu tiếp theo. Anh ấy là một nghề gì đó. Các bạn chọn nghề cho cô và các bạn gạch chân primary school. Và liên quan đến primary school, liên quan đến trường học thì nghề gì được? Đúng rồi, student. Khoanh vào. Nhanh. Khoan vào. Nếu bút chì mà làm. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi đến từ Việt Nam. Thì ai chúng ta phải khoanh vào đơn trước cô dạy các con rồi. Ủa? Ai gì? Ai gì? A, B, C, D. Ai em? Cô còn câu 3 không? À câu 3. Anh trai tôi làm một nghề gì đó. Bây giờ các bạn khoanh tròn cái chữ ẩn cho cô. Giống như là quả táo. Chúng ta bảo sao? Chúng ta nói quả táo là gì? Apple. Và một quả táo là ẩn. Apple. Một cái bàn là gì? Ẩn đó hả? Table. Table. Nhá. Một con chó là a dog. Một con mèo là a cat. Nhưng quả táo, quả táo là an apple. Một quả cam là an orange. À, một cái gì nữa? À, một hộp mực là an ink. Một con voi là an elephant. Elephant. Rồi, một cái dù là an umbrella. Con thấy có gì đặc biệt? Có phải là chỉ có một số trường hợp chúng ta sẽ ẩn thôi? No. Chỉ có một số trường hợp chúng ta sẽ ẩn thôi. No. Nhá. Vậy là con nhìn này. Khi mà những cái từ bắt đầu là A, là O, là I, là E, là U thì mới sẽ ẩn. Còn lại sẽ vậy thì câu số 3 chúng ta chọn cái gì? Elephant. Câu nào? A, B, C, D. Sao? Tại sao? Chỉ có chữ E thôi. Rồi, vậy thì ở đây là engineer. Engineer. Khoan vào. Khoan vào cho tôi. Engineer. Đấy, engineer. Tôi đến từ Việt Nam. Ai gì? I am nào? A, B, C, D. Rồi, đúng rồi. I am. Rồi, cô nói nè. Ai thì đi với am. Hai này chung thủy với nhau cả đời nhá. Không đi ngoại tình nhá. He thì đi với gì? I. C đi với gì? I. Đây đi với gì? A. We đi với gì? A. Đây à, rồi you đi với gì? A. Rồi it đi với gì? A. It A hả? It gì? It y. Đấy các bạn phải nhớ đấy. Rồi, vậy là I am nhớ các bạn. Sang câu số 5, how often, đúng rồi, bạn có thường xuyên chơi cờ hay không? Giỏi. How often. Rồi, xuống câu này chúng ta chọn đáp án đúng này. Peter đến từ nước Anh đúng không? À, Peter là nước Anh, Peter là người Anh. Bây giờ các bạn chú ý này. England là gì? England là gì? Nước. À, nước Anh. Còn English là gì? Người. Tiếng Anh, người Anh, môn tiếng Anh hoặc là người Anh. Vậy thì khi mà nói Peter đến từ nước Anh chúng ta nói sao? Peter is from England mới được. Còn Peter là người Anh thì là Peter is English. Giống như mình là đến từ Việt Nam mình, I am from Việt Nam, tôi là người Việt Nam, I'm Vietnamese. Nó, nếu mà người là không có from, nếu mà nói người là không from, nói đất nước là phải có from. Vậy câu nào đúng, A hay B? A. A, B. Peter là nước Anh hả, hay là Peter là nước Anh đâu được? Peter is from England thì được. Còn Peter mà is England là sai. Vui chơi không? Đâu đây,
Khang, câu dưới. Câu nào đúng Khang? Khang mập. Where is he phải sờ from? Where is he from? Chọn câu nào? A. Sao A được? B. Sao B? C. Sao C? B. Chọn câu nào? B. Câu nào đúng? Tự nhiên có phải sờ đây vỡ hình chưa? Phải là câu này chứ sao? Đúng không? Đúng không? Rồi. Sang câu tiếp theo. Anh ấy muốn trở thành một dancer. Câu C. Không nghiêm túc phải đánh thôi. Nghiêm túc đánh, đánh. Không nghiêm túc, không nghiêm túc, không nghiêm túc. Có đánh nhẹ đấy. Rồi câu nào? Khang. Câu ba gì? Anh ấy muốn trở. Đọc lại, đọc lại. He's want to be a dancer. He want to be a dancer. He want to be the one. A dancer. A one. Cái a này dịch là một này. Con phanh câu A cho cô. Dancer. Phanh câu A nhá. Phanh câu A. Anh ấy muốn trở thành một vũ công, một người mà nhảy múa. Dancer. Rồi. Dancer. Tiếp theo. Where were you born? When are you born? When were you born? Hay là when are you born? Were quá khứ rồi, sao were cô? Were. Cái ngày mà bạn sinh ra là đã xảy ra rồi, là quá khứ. Nó hành động trong quá khứ rồi, chúng ta xài were. Đúng. Rồi, ok. Mời các bạn xuống bài đọc và trả lời cho cô cho 5 phút để làm. This is my mother. Đây là mẹ của tôi. Her name is Mary. She's a doctor. She gets up at 6 a.m. in the morning. She has breakfast at 6:30 a.m. Her favorite food is hamburger. She goes to school at 7 o'clock. She works in the hospital from 7:30 to 4:30 p.m. She goes to bed at 10 p.m. Không, 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 Khai nha, để con nói mẹ con trở thành con hư lắm. Ở đây có ít bà rồi. Để con nói cô. Ờ, nói đi. Nó lên đây nó lưng nhân. Xuống đi ngồi. Tách ra. Ờ, ăn này như tôi thích chơi. Hai cái đứa này nó dở người, nó ngồi gần để nó ngửa cổ lên cho vẫy cái cổ ra. Nó biết này, nó ngồi ngửa dài hoài. Cô, đứa nó khang gầy với khang mập, nó không thể tách nhau được. Xong lát nó đi về, nó ngồi xe máy, nó cứ thế này. Nhìn như cái thằng bị đau ấy. Không, không, những thằng kia. Quay đứa nào đó thôi. I love you. Tao tắc hả? No no no. Khang với Khang, Khang mập và Khang gầy. Nếu không no no no. Mà cái no. Mà cái no. Mà cái đứa này ai không? Chết bà má ơi. Rồi, what her name? Her name is Mary. Her name is Mary. Chết bà ạ. Chết bà đi, chết bà. Rồi, what her job? Cô ấy làm nghề gì? Cô ấy làm nghề gì? Câu số 3, câu số 4 suy nghĩ đi. Doctor. Đó. Rồi, giờ làm của cô ấy. Một tí nữa. Rồi, suy nghĩ làm cho cô con ạ. Welcome. See you. Còn cô biết sao? Cái gì đó? Làm nhạc cười. Nó biết sao cô? Nó không biết cái gì đâu. Thôi lắm luôn. Cái áo này bỏ mua luôn đó mày. Trời, làm bài đi. Tao lắm luôn, nó trong cái đầu. Hamburger. Hamburger. Tôi thích ăn hamburger. Ú. Ú. À. Ú. Quá. Xong rồi con. Cô nói chi bài gì cô?
ghi thành thành là cô ấy 6 giờ thức dậy. Oh, what the fuck. Đừng đặt gãy bàn. Ok. Now, what's her name? Seven o'clock. What's her name? Her name is Mary. Mary. What's her job? CEO. Doctor. What time hỏi mấy giờ nhá? She goes to work at 7 o'clock. She goes to work at 7 o'clock. Her favorite food in món ăn yêu thích cô là gì? Đúng rồi. Her favorite food is hamburger. Rồi viết vào. Chép vào rồi xuống câu dưới. Ta học câu hỏi lớp 3. Cô ăn thì nghe em bị điên thôi cô. Cẩn tự đi, đau đầu. Nhanh lên sang bài nghe. Cô in bài cho nghe. Her favorite food is hamburger. Mấy giờ phải đi? Dạ, 3 giờ. Dạ, 3 giờ 10 sẽ có mặt. Tự đi bộ hả? Dạ. Tự lên trường á hả? Ờ, dạ không. Dạ, 2 tiếng. Nhà cô ở đâu? Nhà cô gần chợ. Chợ gì? Chợ Thanh Long. Chợ Thanh Long. Chợ Thanh Long mày. Chợ mình gọi là chợ Thanh. Rồi. Mà nó chợ Thanh Long. Xuống câu dưới các bạn. Mời các bạn làm những cái bài này sắp xếp lại cho thành câu hợp lý. Cô sẽ gợi ý là what trước. What gì? What the your mother do? Rồi. What the your mother do? Chấm hỏi. Rồi mời các bạn suy nghĩ câu số 2. Anh trai tôi là một công nhân nhà máy. Suy nghĩ. Anh trai tôi là một công nhân nhà máy. Suy nghĩ làm đi. My brother is a factory worker. My brother is a factory worker. Anh trai tôi là một công nhân nhà máy. My brother is a factory worker. Number 3. Bạn đang tắm phải không? Dạ không. Đây là câu hỏi thế để A đằng trước. Chủ ngữ đâu? Bạn đâu? A. Are you. Rồi tiếp tục. Are you having a bath? Bạn đang tắm phải không? Không. Are you having a bath? Biến trái. Cái gì biến trái trời? Rồi câu 4, bạn Khang thử suy nghĩ coi biến thái hay biến hình. Biết hôm nay con vừa rồi. Rồi suy nghĩ. Thôi để lấy ly nước uống không? Có nhanh hai lên. Đây được lên cái bán cô. Biết em nó con vừa rồi. Trời 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 trời. Mưa dông. Hai thằng này bị khùng. Ủa, có một thằng khùng thôi. Anh tin nhé này, sang thẳng như hộp bút vào không? Không tin đúng không? Ơ, trời ơi, đừng lấy lòng ra mà. Ok. Em thấy con người là cái gì? Đây, đây là siêu nhân bay. Đây là ô tô bay. Ê, đi.
Đứa nào kêu như heo cắt tiết đấy. Cái thằng Khang sợ gầy. Khang ơi, dạo này con quậy lắm á Khang. Câu 4 bạn nào làm được nào? Cô ấy à, C I sinh in. Ở đâu? In gì? Ờ gì? Nai Club, đúng rồi. Cô ấy đang hát hò trong một câu lạc bộ. Ở câu lạc bộ đêm. Kinh không? Quậy phá không? Hư hỏng không? CE singing in a night club. Câu 5 bạn nào biết? Câu này là câu hỏi thì các bạn phải để you do đầu câu này. Do you do you go to go to go to go to go to sai to lie sai sai do you lie swimming à không do you lie to go swimming rồi ok. Bạn có thích em rất học sinh giỏi. Bạn có thích đi bơi hay không? Quá chứ. Do you like? Bạn có thích đi bơi hay không? Biết à? To, oh, go to. Đang lấy cái thẻ của mày một tên nè. Nha, nha, nha. Tao không chơi nữa, thầy ta. À, thầy lấy. Rồi. Thằng đề 2 con. Sang đề số 2 cho cô.